Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê. Kính thưa quý vị, theo Công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc miễn giảm. Những ngày qua, hàng nghìn công dân Ninh Thuận từ các tỉnh thành phía Nam đã di chuyển bằng xe máy trở về quê sau nhiều tháng gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Ninh Thuận đã phối hợp các địa phương dẫn đoàn, đón tiếp và thực hiện cách ly người dân an toàn, đúng quy định phòng chống dịch. Người dân rất vui mừng khi được trở về nhà sau nhiều tháng thất nghiệp, bó gối, ngồi trong nhà trọ chờ hỗ trợ. Tuy nhiên, một số người phản ánh bị Công an huyện Thuận Nam lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng khi trở về quê bằng xe máy. Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết trong thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để dẫn đường, hỗ trợ người dân trở về quê tránh dịch COVID-19. Công an tỉnh Ninh Thuận đã đánh giá số lượng người về rất lớn, vì vậy đã báo cáo lãnh đạo tỉnh xin ý kiến về việc xử lý. Qua đó, cơ quan này nhận được chỉ đạo việc vi phạm pháp luật phải được xử lý theo quy định. Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giải thích do số lượng người trở về cùng lúc quá lớn, có ngày hơn 3.200 người, lực lượng công an không thể xử lý hết, vì vậy chỉ tạm thời ghi nhận biên bản tại huyện Thuận Nam. Người dân cùng phương tiện sẽ được đưa về địa phương, sau đó lập biên bản xử lý. Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, việc lập biên bản xử lý đều theo quy định, không tuân thủ phòng chống dịch của pháp luật. Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định xử phạt một số trường hợp và có trường hợp đã nộp phạt. Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết, việc lập biên bản xử phạt chỉ là động tác kỹ thuật. Sau khi lập biên bản, Công an tỉnh sẽ được hướng dẫn những người nghèo, những người không có thu nhập làm đơn xin gia hạn hoặc giảm miễn nộp phạt. Công an tỉnh đang tập hợp số người dân trở về để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến xử lý vừa đúng pháp luật, vừa đảm bảo nhân văn. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết công điện của Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép người dân di chuyển giữa các tỉnh. Tuy nhiên, những ngày qua, người dân trở về quê số lượng rất lớn nên lực lượng chức năng xử lý không kịp. Việc lập hồ sơ xử phạt người dân trở về quê nằm trong quy định nên tỉnh yêu cầu công an phải xử lý chặt chẽ về hồ sơ. Tuy nhiên, người dân khi trở về quê đều khó khăn, vì vậy sau khi hoàn thiện hồ sơ, công an sẽ hướng dẫn họ làm đơn kéo dài thời gian nộp phạt hoặc xin giảm miễn. Chúng tôi không có ý định thu một đồng nào của người dân, kinh phí phòng chống dịch hiện rất khó khăn, nhưng tỉnh vẫn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm lập các bếp ăn không đồng để hỗ trợ miễn phí cho người dân trở về quê. Ông Trần Quốc Nam nói, Công an tỉnh Ninh Thuận luôn là lực lượng tuyến đầu, lá chắn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các phòng ban, đoàn thể công an tỉnh cũng quyên góp, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Long An tuyệt đối không để người dân tự ý về quê bằng xe máy. Kính thưa quý vị, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết ông vừa ký ban hành công văn về việc vận động người lao động ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh Long An, trong thời gian địa phương vẫn đang áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các sở ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị, thành, các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiến hành củng cố các tổ COVID-19 cộng đồng, phát huy vai trò của các trưởng ấp, khu phố trong việc động viên người dân chủ động khai báo y tế, tạm vắng, tạm trú khi về từ vùng dịch để có các biện pháp hiệu quả cách ly tại nhà, phối hợp với các tổ chức hội đoàn, mặt trận tổ quốc để vận động người dân, hỗ trợ kịp thời bằng các túi an sinh để người dân an tâm ở lại Long An làm việc và được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường hợp người dân vẫn kiên trì muốn về quê thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú lập danh sách cụ thể rồi báo về Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Sở Lao động Thương binh Xã hội Long An để có kế hoạch đưa từng đoàn về quê nhằm kiểm soát tốt dịch COVID-19, tuyệt đối không để người dân tự về quê bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe gắn máy. Theo ông Hòa, từ ngày 30 tháng 9 đến nay, người lao động ở các tỉnh, nhiều nhất là khu vực miền Tây, đã tự phát về quê hơn 3.000 người và hiện đang có xu hướng giảm. Việc di chuyển của người dân như vậy là không tuân thủ nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ trong giãn cách xã hội và tình trạng này đã gây ra không ít khó khăn cho các tỉnh miền Tây trong công tác kiểm soát dịch COVID-19. Song song đó, việc người dân về quê đã khiến cho thị trường lao động ở tỉnh Long An gặp khó trong khi địa phương đang triển khai quyết liệt kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của hơn 13.400 doanh nghiệp ở địa phương. Gánh nặng phí xét nghiệm COVID-19 khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Kính thưa quý vị, người dân khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phải tự chi phí xét nghiệm nhanh COVID-19 với mức giá dao động từ 200.000 tới 300.000 đồng.
Một số bệnh viện cho rằng đây là quy định bắt buộc nhằm sàng lọc theo điện khẩn số 628/CD-BCD-QG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ban hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2021. Ai muốn khám bệnh cũng phải tốn phí vào cửa. Chị K.A. ở quận 8 cho biết do mẹ của chị bị bệnh sa sút trí tuệ nặng nên thuốc điều trị không thể tìm mua được ở bên ngoài, bắt buộc chị phải đến bệnh viện Triều An mua, số 425 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP.HCM. Tuy nhiên, để qua được cửa bệnh viện vào bên trong mua thuốc, chị phải xét nghiệm nhanh COVID-19 với mức giá là 250.000 đồng. Chỉ cần bước vào cửa bệnh viện thôi là phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 rồi. Giá xét nghiệm là 250.000 đồng một người một lần. Chị K.A. cho biết thêm, chị X cũng ở quận 8. Vừa mới đây, đưa mẹ vào khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, cho biết ai vào bệnh viện cũng phải xét nghiệm hết. Mỗi suất ngoái mũi mỗi người tầm 300.000 đồng, hai mẹ con chị X tốn tầm 600.000 đồng chi phí xét nghiệm và theo chị X, kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong ngày. Anh Thờ ở quận 4 mới đây, ngày 5 tháng 10 đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở số 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5. Phí xét nghiệm nhanh tại đây có mức giá là 238.000 đồng. Anh Thờ đưa ra chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine, với mũi thứ 2 đã qua 14 ngày, thông tin khai báo y tế, di chuyển nội địa. Tuy nhiên, nhân viên bệnh viện trực ở phía trước cổng cho biết các yếu tố này không có giá trị áp dụng cho bệnh nhân đến khám. Anh muốn test hay không thì tùy, điều kiện để được vào khám là phải test và có kết quả âm tính. Cũng theo anh Thờ, hầu hết bệnh nhân đến khám cũng như người thân đi cùng đều phải chấp nhận vì không còn cách nào khác. Phí vào cổng đè nặng lên người bệnh. Chị K.A. bày tỏ rằng chi phí xét nghiệm đang là gánh nặng đối với bệnh nhân khi bản thân mỗi người đến khám cũng như gia đình họ đã phải chịu rất nhiều chi phí như đi lại, tiền khám, thuốc men. Cùng với đó, không ít bệnh nhân thuộc diện nghèo khó, điều trị dai dẳng. Thời gian qua, mỗi lần chị đưa mẹ đi khám, cả hai người đều phải xét nghiệm COVID-19 với mức giá là 300.000 đồng một người một lần, thì hai người muốn bước vào bên trong bệnh viện đã phải tốn 600.000 đồng. Theo chị K.A., giá xét nghiệm từ tháng 6 năm 2021 đến gần đây đã tăng từ mức 250.000 đồng lên 300.000 đồng. Trong khi đó, trường hợp hai mẹ con chị X, chi phí xét nghiệm tổng cộng khoảng 600.000 đồng, tiền khám 150.000 đồng cùng với tiền thuốc uống 2 tuần chỉ gần 500.000 đồng. Tính ra, chi phí xét nghiệm gần bằng tiền khám và tiền thuốc cộng lại, đẩy chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân lên mức gấp đôi so với bình thường. Anh Thờ kể thêm về sự oái oăm mà mình gặp phải khi khám theo bảo hiểm PVI. Anh xin bác sĩ ra toa thuốc 2 tuần nhằm tránh đi lại bệnh viện nhiều lần và tốn kém chi phí xét nghiệm. Bác sĩ đồng ý, nhưng đến khi điều dưỡng nhập liệu trên máy tính lại nhầm lượng thuốc uống chỉ trong 1 tuần. Như vậy, nếu quay trở lại để tái khám sau 1 tuần, anh Thờ vừa phải tốn công sức đi lại và xếp hàng chờ đợi, vừa phải tốn thêm một lần chi phí xét nghiệm là 238.000 đồng, khiến chi phí xét nghiệm của anh tăng lên gấp đôi thành 472.000 đồng chỉ trong vòng 8 ngày. Bộ Y tế nhắc các địa phương chuẩn bị sắp có nhiều vaccine về đến. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện hệ thống dây chuyển lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng khi có số lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 được cung ứng trong quý 4 này. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản số 8435 vào ngày 6 tháng 10 về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyển lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Y tế cho biết, theo ghi nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính đến hết ngày 5 tháng 10, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 48 triệu liều vaccine, tỷ lệ sử dụng đạt 74,8% so với tổng số vaccine đã phân bổ. Trong số này, có khoảng 24 triệu người đã tiêm một liều vaccine, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 50,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và khoảng 12,5 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 17,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn trước. Để chủ động sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị, dây chuyển lạnh tại các tuyến để đảm bảo việc tiếp nhận, bảo quản các loại vaccine phòng COVID-19 với số lượng lớn được cung ứng trong quý 4 năm 2021. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vaccine ngay sau khi được phân bổ, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Y tế.
Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả, coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong thời gian tới, sử dụng tối đa số vaccine được cấp, không để lãng phí vaccine và đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng và chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương tiếp tục bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Bộ Công an yêu cầu hai huyện Nghệ An cung cấp tài liệu hoạt động từ thiện của Thủy Tiên. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu hai địa phương ở Nghệ An báo cáo các thông tin tài liệu liên quan hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên sau đợt mưa lũ năm 2020. Tối ngày 7 tháng 10, bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cho biết Ủy ban và Ủy ban Nhân dân huyện đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu, tường trình liên quan đến hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Nguyên có văn bản xác nhận ca sĩ Thủy Tiên đến phát quà cứu trợ lũ lụt cho huyện này vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Cụ thể, huyện có 458 hộ gia đình ở 7 xã được nhận quà, mỗi suất là 5 triệu đồng, riêng có một suất quà 10 triệu và một suất 30 triệu đồng. Tổng số tiền người dân huyện nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên là 2 tỷ 320 triệu đồng. Về quy trình nhận tiền hỗ trợ, theo bà Châu, trước khi ca sĩ Thủy Tiên về trao tiền cho người dân, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên đã phối hợp lựa chọn những hộ dân thực sự khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt gây ra để lập danh sách nhận quà. Danh sách người dân nhận tiền hỗ trợ được lập từ xóm, xã, có danh sách và có phiếu nhận cụ thể. Người dân của xóm xã nào nhận tiền được xóm xã đó quản lý và phát phiếu để tránh không bị nhầm lẫn, sai sót hoặc phát thừa. Việc từ thiện trên địa bàn huyện diễn ra thực tế, công khai và có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và người dân. Chúng tôi sẽ làm báo cáo gửi Bộ Công an dựa trên văn bản xác nhận trên và dựa vào thực tế những gì đã nhận từ ca sĩ Thủy Tiên, bà Châu nói. Ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương cho biết đơn vị đang làm báo cáo liên quan đến một số đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về thông tin từ thiện và việc có tham gia chứng kiến buổi trao quà của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020. Theo ông Hùng, ngày 3 tháng 11 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên về huyện trao quà cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Các hộ dân được nhận tiền theo nhiều mức, từ 5 đến 20 triệu đồng, tổng số tiền người dân trên địa bàn nhận hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên cũng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng hai cầu dân sinh trên địa bàn huyện bị sập do lũ lụt, tặng 10 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng cho các xã thường xuyên bị ngập lụt. Hiện hai cây cầu đã xây dựng xong, bàn giao và đi vào hoạt động. 10 xuồng cứu hộ cũng đã được trao tặng đến cho 10 xã trên địa bàn. Sau khi Thủy Tiên về trao quà cho người dân ở hai huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên, ngày 3 tháng 11 năm 2020, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An có thư cảm ơn. Xót xa cảnh đoàn xe 200 xe máy từ phía Nam oằn mình giữa mưa lũ trong đêm. Kính thưa quý vị, một đoàn 200 chiếc xe máy chở theo 400 người đi từ các tỉnh phía Nam về quê. Nhưng khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam thì họ phải đánh vật với mưa lũ, sạt lở khiến cuộc hồi hương của họ càng trở nên gian nan. Nhưng cuối cùng điều kỳ diệu vẫn xảy ra. Sáng nay ngày 8 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip khoảng 7 phút ghi lại cảnh một đoàn người được cho là xuất phát từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch nhưng không may bị mắc kẹt trong dòng nước lũ ở Quảng Nam khiến xe máy không thể di chuyển. Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, điều đáng nói, dù trời mưa lũ những ngày này, nhưng hàng ngàn người dân đang làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn xuyên đêm tiếp tục hành trình về quê. Gian nan về quê, hàng trăm người gặp lũ lúc nửa đêm ở Quảng Nam. Khi đến địa phận Quảng Nam, mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn đổ về khiến nước lũ từ các con sông dâng cao, tràn ra đường và một số tuyến đường nước lũ tràn qua, xảy ra sạt lở khiến người dân gặp vô vàn khó khăn. Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lúc 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, một đoàn khoảng 200 xe máy với 400 người đi từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch thì gặp mưa lũ.
Khi đến km số 68 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ thì cũng là lúc dòng nước lũ tràn ra đường, khiến một số người dân bị mắc lại, nhưng sau đó được sự hỗ trợ của người dân cùng với lực lượng chức năng thì các phương tiện đã lần lượt được đưa ra khỏi dòng nước lũ an toàn. Theo Trung tá Sơn, nguyên nhân khiến nước tràn qua đường là do mưa lớn nhiều ngày, nước trên đồi núi đổ về nhanh, trong khi đó cống thoát quá nhỏ lại bị tắc do bùn đất và rác thải khiến nước thoát không kịp, tràn qua đường. Sau khi hỗ trợ bà con qua dòng nước lũ an toàn, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đơn vị đã dùng xe chuyên dụng dẫn đoàn đưa người dân xuống bản giao cho lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng để người dân tiếp tục hành trình an toàn về quê, Trung tá Sơn nói. Cũng theo Trung tá Sơn, nước lũ cuốn trôi theo bùn cát tràn ra đường. Trong sáng nay, khi nước rút, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã dọn dẹp số bùn cát này để thông tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh còn 2 quận huyện chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch. Kính thưa quý vị, đến nay có 20 quận huyện được đề nghị công bố kiểm soát được dịch, chỉ còn Bình Tân và Bình Chánh chưa đạt, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều ngày 7 tháng 10, sau một tuần thành phố thực hiện chỉ thị 18 về nới lỏng giãn cách. Theo ông Hải, tính đến ngày 4 tháng 10, có 17 trên 22 địa phương đủ điều kiện và được đề nghị công bố đã kiểm soát dịch. 3 ngày qua có thêm 3 quận huyện được đánh giá đủ tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của Bộ Y tế là quận 4, Bình Thạnh và Hóc Môn. Như vậy, trong tổng số 22 quận huyện, thành phố trên địa bàn, hiện chỉ còn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh là chưa được đề nghị công bố kiểm soát dịch, ông Hải nói. Theo ông Hải, sau một tuần thực hiện chỉ thị 18, thành phố đánh giá đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại. Cụ thể, 6 ngày qua đã có hơn 9.200 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Việc này đã phục vụ cho việc khôi phục sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần tạo nhiều công ăn việc làm. Tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Hải cho biết tính đến ngày 6 tháng 10 có 972 trên tổng số 1.412 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 68% và có 146.000 trên tổng số 288.000 lao động tại các khu vực này đang làm việc, đạt tỷ lệ 56%. Còn ở khu công nghệ cao, đến nay đã có 27.300 trong tổng số 50.000 công nhân hoạt động trở lại, đạt 54%. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 88 trên tổng số 118, chiếm hơn 73%. Ông Hải đánh giá các hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp tiếp tục thu hút nhiều lao động sau khi thành phố nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, số lao động ở khu chế xuất, công nghiệp mới đạt 56% số lao động, chỉ khoảng 54%. Đây là bài toán về lao động rất lớn của thành phố. Thành phố trân trọng mời mọi người ở lại tiếp tục lao động. Nếu ai có nguyện vọng về quê, Bộ Tư lệnh thành phố và các cơ quan chức năng sẽ đưa bà con về, trong đó ưu tiên người già, phụ nữ mang thai và trẻ em, ông Hải nói. Liên quan công tác phòng chống dịch trên địa bàn, ông Hải cho biết tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 405.000 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Ngành y tế thành phố đang điều trị 20.905 ca nhiễm, trong đó có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy. Ngày hôm qua, 1.205 bệnh nhân nhập viện và 2.740 người xuất viện, 92 trường hợp tử vong, tổng số tử vong từ đầu năm đến nay là 15.525. Tổng số người được tiêm vaccine mũi 1 đến ngày 6 tháng 10 hơn 7 triệu và hơn 4,95 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Lô vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam về đến Hà Nội. Kính thưa quý vị, Mỹ liên tục tặng thêm vaccine Pfizer cho Việt Nam với 2 lô vaccine về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày liên tiếp. Gửi tặng vaccine cùng rất nhiều tình cảm từ Mỹ, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo trên Facebook sáng ngày 8 tháng 10. Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ, 397.800 liều vaccine Pfizer-BioNTech đã về đến Hà Nội an toàn vào sáng nay ngày 8 tháng 10. Số vaccine Pfizer mới nhất nâng tổng số vaccine Mỹ viện trợ cho Việt Nam lên tới gần 8,5 triệu liều. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ có thêm nhiều liều vaccine nữa trong vài ngày tới. Lô vaccine này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch COVID-19. Tổng lãnh sự quán chia sẻ thêm. Trước đó, tối ngày 7 tháng 10, 608.400 liều vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam đã đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong thông báo tặng vaccine, Mỹ cũng khẳng định cam kết hợp tác cùng những người bạn tại Việt Nam nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19. Trước đó, trong một sự kiện trao tặng vaccine cho Việt Nam,
Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Christopher Klein từng khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm vượt qua đại dịch và xây dựng lại tốt hơn.